Wow, các bạn ơi, ê, ở đây có cái gì này các bạn ơi. Wow, cái gì đây nhỉ các bạn ơi? Để mình xem nhá. Cái gì nhỉ? Wow, các bạn ơi, ở đây có một thanh kiếm này, một thanh kiếm Nhật nha. À chà, wow. U chà các bạn ơi. Wow, choeng 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 choeng. Hay sa, các bạn ơi, thanh kiếm này có thể chém đứt được nhá. Đấy, chà 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 chà. Wow, một thanh kiếm Nhật nha các bạn ơi. Mình sẽ đút vào trong bao nào. Wow, u chà các bạn ơi. Cùng mình đi tìm xem có cái gì hay ho không nào các bạn ơi. Wow. Ui các bạn ơi, cái gì đây? Wow. U chả sang nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow, cái gì đây? À, đây là một em máy xúc này. À, cho vào đây nhá. Ui, cái gì đây? Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben này. Wow. Ui, nhiều đồ chơi quá đi các bạn ơi. À, đây là một em xe gì đây các bạn? À, đây là một chiếc xe cần cầu nhá. À, đây này, có cả cái chỗ đứng cho người lên cần cầu này các bạn này. Wow. Hi. Em này quá xịn xò luôn. Wow, em này em gì đây? Chà. À các bạn ơi, đây là một chiếc máy ủi nè. Wow. Wow. Ý chà. Wow, lại một em xe gì đây các bạn? Em này là em xe cảnh sát hay sao ấy? Wow, các bạn nhìn thấy lốp không? Đấy. Mình đoán không nhầm thì đây là một chiếc xe cảnh sát đấy các bạn ạ. Ý, đây nữa này các bạn ơi. Đây cũng là một chiếc xe cảnh sát này. Có cái đèn ở trên đầu các bạn nhìn thấy không? Đấy. Ý chà. Wow. Một em xe cứu hộ này. Wow, nhiều đồ chơi quá. Hôm nay mình đi vào trong vườn các bạn ạ. Thế là nhặt được hơi bị nhiều đồ chơi luôn. Đây là một chiếc xe lu nhá. Hay da. Wow, một chiếc xe nâng. Hay da. Wow, các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu siêu bự khổng lồ đây. Wow, chiếc xe này to thật đấy. Các bạn ơi, cái cần cẩu này rất là dài nhá. Ha, rồi các bạn ơi, cho hết vào trong rổ nhá. Cùng mình đem về đi rửa đồ chơi nào. Let's go các bạn ơi. Cùng mình đi rửa đồ chơi nhá các bạn ơi. À, nãy mình nhặt được một chiếc xe cần cẩu siêu bự khổng lồ thế này các bạn này. Cùng mình đi rửa nhá. Wow. U chà, chiếc xe này bẩn quá đi các bạn ơi. Wow. Đấy. Wow. Chiu chiu. Đấy, nghịch nước rất là mát luôn các bạn ơi. Wow. Đấy xa. Chiu. Wow các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cẩu cứu hỏa đấy các bạn ạ. Đây này, ở đây là có chiếc cẩu để treo lên trên này nhá. Để chú lính cứu hỏa đứng trên này này các bạn này. Để chú ý lính chú ý cứu hỏa đấy. À, đây là khoang lái nhé các bạn nhé. À, đây có những cuộn dây để cứu hỏa này. Có búa, có rìu này. Có bình chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa này các bạn ơi. Ok. Wow. Quá nhiều đồ chơi luôn. À, em này em gì đây các bạn ơi. Wow, để mình xem nào. Wow, rất là mát luôn các bạn ơi. Chiu chiu bóng. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy ủi nè. Một chiếc máy ủi màu vàng nha. City Bulldozer. Wow, cái này múc được nhiều nước lắm đấy các bạn ơi. Mình múc nước nha. And chiu. And chiu. And chiu. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc máy ủi nha. Rồi, mình sẽ cho ra đây. Wow, tiếp tục nào các bạn ơi. Ui chà, các bạn biết xe gì đây không? Wow, chiu chiu, bóng. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe lu này. Một chiếc Zonler. Đấy, có bậc thang nha các bạn nha. Cái bậc thang này để chú lái xe lu treo lên cái bậc thang này. Xong rồi đi vào trong khoang máy để lái nha các bạn nhé. À, đây là một chiếc xe lu nè. Ok. Rồi. Ui chà các bạn ơi. Một khẩu súng đồ chơi này. Wow. Wow. Khẩu súng này bẩn quá. Wow. Chiu chiu chiu. Hello. Hi, xà các bạn ơi, một khẩu súng đồ chơi. Có cả tem rồng ở đây này, có một chú rồng ở đây nhá. Đấy, một khẩu súng đồ chơi côn xoay. Pam 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 pam. Pam chiu pam chiu pam chiu pam chiu. Hay sa. Rồi, cho ra đây nhá. Hè. Tiếp tục nào. Wow các bạn ơi, một chiếc xe cẩu này. Wow, hello. Đây là một chiếc xe cẩu nâng này, xe cứu hỏa đấy các bạn ạ. Một em Firetruck Crane. Ô sa, em này hơi bị đẹp luôn các bạn ạ. Rồi. Ở đây có chữ Super Truck.
Đấy, xe này rất là khỏe nha các bạn nhé. Ok. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, một chiếc xe Ben. Wow, chiếc xe Ben này rất là bẩn đấy các bạn ơi. Chiu chiu chiu, toáng. Hello, GTI đúng chắc. À, một chiếc xe Ben. Đấy, đủ Ben đây này các bạn ơi. Biển số là 993310. À, chiếc xe Ben này có cái lốp rất là bóng nha các bạn nhá. Một em đúng chắc. Ok. Wow, em bơi dưới nước luôn các bạn ơi. Xem nào, đây có em gì đây các bạn. Em này em gì nhỉ? Wow, em này bẩn thế nhờ. Xem nào. Wow. Chiu chiu. Toáng. Wow, các bạn biết xe gì không? Em này là một em xe cảnh sát SWAT. SWAT có nghĩa là xe cảnh sát của đội cực nhanh các bạn ơi. Một em xe police car. Này các bạn ơi, em này mở được cái cửa luôn này này. Đấy, mở cửa nha các bạn nhá. Ôi giời. Wow. Rồi, ok. Mình sẽ cho ra đây. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ui, em gì nhở? Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát, siêu xe cảnh sát Bugatti Veyron. Ôi trời ơi, police car. Rồi, super speed. Em này là xe cảnh sát cực nhanh nhá. Ok. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Ai chà chà. Wow, GTI Excavator. Một em máy xúc nha các bạn ơi. Đấy, ok. Quá nhiều xe luôn các bạn ơi. Ai chà. Wow, một em cần cầu này. Bẩn quá đi. Ai chà. Chiu chiu. GTI Fire Truck Crane. Một em cần cầu cứu hỏa nữa này các bạn ơi. Cứu hỏa màu đỏ nha. Đấy, các bạn thấy không? Có lái máy ở ngồi trên này này, treo lên cầu thang này để cầm ống nước để bơm, có súng bắn nước ở trên này này nhỉ các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa nha. Ok. Hay và còn một em nữa là em gì đây các bạn ơi. Xem nào. Chiu. Wow. Chiu chiu chiu. Toáng. Wow. Một em chắc rescue. Em này là một em xe cứu hộ nha các bạn nhé. Xe tải cứu hộ màu xanh. Có đầu màu trắng nha các bạn ơi. Chở máy ở trên này này các bạn này. Rồi, ok. Wow các bạn ơi, hôm nay mình rửa được hơi bị nhiều đồ chơi đây này các bạn này. Bye bye các bạn nha.